Vị trí thứ 10 sẽ gọi tên Sus Ven của Kamen Rider Zoda. Mặc dù với tất cả những vũ khí của mình, anh ấy làm nên một rider tầm xa cực kỳ nguy hiểm với những khẩu pháo chứ không đơn thuần chỉ là súng nữa. Vì súng là vũ khí cơ bản để sử dụng những lá bài của anh ấy. Sus Ven mình nói tới là cả hai dạng, là dạng pháo trên vai cũng như dạng pháo cầm tay. Cả hai bọn chúng đều có sức công phá hủy diệt và dạng pháo vai sẽ giúp anh ấy cơ động hơn đôi phần. Nhưng cả hai đều có tốc độ ra đạn cực kỳ lâu và biến Zoda trở thành một rider quá một màu khi anh chuyên tấn công tầm xa. Anh ấy cũng có một Strike Van nhưng ít khi sử dụng trong series chính. Nó vẫn thiên về tấn công từ xa khi có một nòng súng trên phần đầu của Strike Van. Và điểm yếu lớn nhất của Zoda cũng thể hiện rõ trong toàn bộ series. Anh ấy tấn công quá chậm chạp cũng như tấn công từ phạm vi xa. Khi bị kẻ thù phát hiện vị trí đứng của mình, anh ấy dễ dàng bị kẻ thù tấn công cũng như áp đảo và đánh văng vũ khí ra khỏi tay của mình.